Hai, mình chỉ muốn nói là đứng cả buổi rồi mà không có ai mời, buồn ghê ta. Chẳng nhẽ mình lại phải đi game ngẫu nhiên như mọi khi sao? Thay bộ đồ khác cho mới mẻ mới được. Ủa, ai mời mình đây ta? Tên quen quen. Đứa nào đây, ai mời vậy? À, em mời con bot trong danh sách bạn bè em ấy mà. Bot á? Ủa, bữa thua 7-3 chưa sợ à? Ơ tao, cái hôm solo với mày chẳng qua mạng tao lát thôi. Đúng rồi đấy, em tao sao solo hô con bot này được. Anh em nói câu nào chuẩn câu đó luôn, mãi đỉnh. Thế lên lại cái kèo solo 1-1 đi. Xài, anh tin em mà, solo đi, trốn nó 7-0 cho anh. Ơ nhưng mà... Thôi, nếu bạn sợ thì thôi, mình cũng có ép buộc bạn đâu, chơi đi nha. Ai ai, bảo tao sợ có chứ, cần 10 đứa như mày tao cũng cần được. Thế tóm lại là có solo không? Chơi luôn chứ sao. Ơ, cái gì vậy? Sao lại kích mình luôn rồi? Chắc sợ quá nên lại làm cái trò mèo này. Mình bị thế suốt rồi. Thôi kệ đi, mình đi các ngôi nhiên kiếm mấy bạn cô tay cho lạnh. Ủa, ủa, cái gì đây? Sao gác cặp đúng ba người vừa nãy vậy? Ơ, con bot kia sao lại ở đây? Nãy gái to lắm, xong thoát nhớ mà em gái. Cái gì cơ? Rõ ràng là bị kích mà. Sao lại phải thoát nhóm cơ chứ? Có phải vậy không em? Nãy nó bảo thoát nhóm vì sợ solo hả? Thì đúng mà anh, nó thoát nhóm xong bảo em kích. Ủa là sao? À ừ, hay đấy, tôi còn lạ gì mấy cái trò mèo của cô nữa. Alo, sao tắt mic rồi, không nói gì à? Giờ thì ra solo luôn đi này. Kìa em đâu rồi, sợ cái gì con bot này? Anh nghĩ em sợ con này sao, nó chưa đủ trình solo với em. Nói chuyện hài hước ghê á, không dám chơi thì nói luôn từ đầu đi. Cứ né rồi lý do hoài, mệt thật. Thôi ra đi em, anh quan sát quay clip làm bằng chứng cho. Kìa, chấp nhận đi. Thôi được rồi, lần này uy tín nè, ra đi. Bắn cho cẩn thận, không lại dính anh tao, chốt cho 7-0. Hỏi chấm, anh ta là sao? Em đang nói cái gì đó, cẩn thận, không lại dính phát hiện bây giờ. À quên, mày bắn cho cẩn thận, không lại dính tao, chốt cho 7-0. À thế à, cảm ơn bạn đã nhắc nhở nhá. Chấp nhận chịu thua sẵn đi con bot. Cố lên nha, anh tin em. Dạ em biết là em sẽ thắng mà, ra đi tao mời vào phòng con kia. Biết kết quả rồi đấy, lần sau bắt cái mồm lại. Con gái bắn cái gì mà ghê vậy? Anh ơi, em thất vọng anh quá, gì mà solo thua cả con đấy là sao? Anh, tại bắn ghê quá, anh có biết trước nó bắn hay vậy đâu. Ơ, thế chuyện này là sao? Thì nãy anh nghĩ là ngoặc của tao bắn solo với mày. Đấy, chứ không phải tao solo thua mày đâu. Em, sao lại nói thế? Ồ, hay nhỉ, nhờ lúc nào xong bây giờ thua lại nói vậy, cười thật. Được thôi, coi như mày solo thắng đi, nhưng xem lại cách sống của mày đi. Cách sống của tao làm sao? Không có ai chơi cùng, không có ai thèm yêu. Ừ, kệ tao. Đúng thật, mình không có ai chơi game cùng, cũng chẳng có người yêu luôn. Bạn bè thì có người yêu hết, xong rồi có chơi game với mình nữa đâu. Lạ ghê ta, sao nay lại mới tao cơ à? Mày mặc đồ thì thấy quỳnh, mặc đồ này bao giờ mày kiếm được người yêu à? Ơ, tao thấy bình thường mà, có cái gì đâu. Mặc như thế mất điểm lắm, cứ mấy bộ đồ xịn là khác liền. Vậy á hả, bây giờ tao mới biết á. Nghe tao thay đồ khác đi, tao chọn đồ cho. Ok thôi, để tao thay vậy. Tao mặc đồ như thế này được chưa? Đấy, xịn vào liền, cứ mặc bộ đồ đó cho tao, trai nhìn cái là được liền. Em ơi, anh yêu em quá đi. Em cũng thế, em yêu anh nhiều lắm. Gì mà gớm quá vậy, những đứa chưa có người yêu như tao, nghe kiểu... Kiểu kiếm mà không chịu, bây giờ thấy cô đơn chưa? Thế thôi, mày với người yêu mày chơi đi nha, tao đi kiếm trai đây. Ok, chúc sớm kiếm được người yêu nhé. Nhiệm vụ của mình đó là đi kiếm người yêu, đi ghép tiếp thôi nào. Ê chúng mày ơi, nhìn con này này. Nhìn cũng giàu phết đấy, đồ toàn mùi tiền. Lấy tiền của mẹ mua đồ á? Cho xin ít coi.
không làm mà được có ăn thì ăn gì ấy nhở? Ôi con này, mày biết chị em tao là ai không hả? Chắc là liên quan tới tao. À đù, con này được đấy, mày dám. Cứ từ từ, mấy đứa lại có chuyện vui để coi rồi. Con số 1 kia, mày cầm mày nhảy đi đấy, đừng có đổi cho tao. Nhảy ở chỗ nhiều đồ để tao còn lút nữa. Đúng rồi đấy, bọn tao đó phải nghe lời. Gì mà mấy cái người này, chỉ giỏi đi bắt nạt người khác thôi. À rồi ok, nhảy chỗ này đảm bảo nhiều đồ này. Đấy, phải như thế. Từ giờ bọn tao nói mày cái gì, mày phải nghe cái đấy. Làm quen dần đi, còn bỡ ngỡ đúng không? Dần dần là khắc quen thôi, bây giờ cứ nghe lời được. Dạ, em sẽ nghe lời các chị ạ. Con kia, mày nhảy ở đâu đấy? Tao kêu nhảy chỗ nhiều đồ cơ mà. Thì chỗ này nhiều đồ mà, mất bị làm sao vậy? Chúng mày xem nó kìa. Con này được đấy, cứ được đó. Động vào ai thì động, chứ động vào chị em tao thì cứ xác định. À ừ, nói nghe cũng sợ thật. Mày... Bọn tao chưa hết rồi, đi hồi sinh đi con kia. Cứ phải bình tĩnh, người ta khắc cứu. Nhanh lên, để tao gánh tim nhở. Thật là ngang ngược, muốn người ta cứu còn là cái giọng đó nữa. Thôi chúng mày đợi cứu xong nói gì thì nói. Nghe có vẻ cũng khá là hợp lý đấy. Cuối cùng cũng được sống lại rồi. Đưa tao đồ đi con kia. Dưới này đầy đồ, không tự đi mà lút đi. Với cả mình đã có đủ đồ đâu. Tí này làm shipper cho thằng địch, tao cười vào mặt. Không có máu hả? Lại đây mình cho máu nè. Đâu, cho mình xin bình đi. Mày nghĩ tao cho mày sao? Ê, máu đây, máu đây. Ơ, chị đừng có cho nó máu. Đúng rồi đó, nãy nó có cho mình đồ đâu. Ơ, thì có cho mình máu không? Nó tự tao cho nó thật kìa. Mày nghĩ mày xứng đáng để được tao cho đồ sao? Được thôi, tự đi kiếm vậy. Cứu tao, con số 1 lẹ lên. Suốt ngày kêu người ta cứu, chịu thật đấy. Cứu đi, không chết bây giờ. Mày nói nhiều thế nhở? Chẳng nhẽ mình lại cho chết luôn. Hay, thôi kệ đi, cứu cho nó xong. Gì mấy bà này nốc nắm vậy? Thế cũng đòi kêu gánh đem. Tại do bọn tao chỉ thích thể hiện thôi. Nhiệm vụ của mày là đưa cứu bọn tao thôi. Đi ghép ngẫu nhiên gặp mấy người này chán chết mất. Thôi thì mọi người chơi đi nha, mình ao đây. Sắp được top 1 rồi, cái con này ao ra làm gì? Này mình đen thế nhỉ? Ghép nốt trận này mà không kiếm được trai thì thôi, nghỉ ghép luôn đi. Đi ghép gặp ngay một cặp đôi yêu nhau. Kiểu này là ăn cơm no rồi. Anh à, nãy em thấy anh trong nhóm, anh đừng với gái đúng không? Ờ, anh làm gì đừng với gái đâu, không tin hỏi bạn anh kìa. Mày đứng với gái mà, đừng có cãi. Đấy, anh còn cãi được à? Cái thằng này nó linh tinh hoài, không có người yêu là phải. Uầy, thì ra trong này có một bạn chưa có người yêu. Mày nhầm đó, để tao tán gái này. Bạn gì đó ơi, cho mình làm quen với. Giờ mình phải trả lời sao ta? Quê thế, người ta không thèm trả lời mày kìa. Mít lên đi, bạn gì đó ơi. Mình có nên bấm mic nói chuyện không nhở? Cứ ngại ngại kiểu gì á. Em ơi, xíu nhớ chạy theo anh để anh bảo vệ đó nha. Đừng dỗi nữa mà. Dạ, em biết rồi. Ai thèm dỗi anh cơ chứ. Chúng mày bớt phát cơm miễn phí đi, tao khó chịu lắm rồi đó. Kệ mày chứ, gặp gái thì nhát, lấy đâu ra người yêu. Bạn số 2 tên Quỳnh đúng không nhỉ? Nhìn tên quen quen. Tên quen chứ mình với bạn có quen nhau đâu. Wow, được đấy, Lộc ơi kỳ tích. Chưa quen thì bây giờ quen nè bạn. Cái giọng của bạn này nghe cũng ok phết nhỉ. Em ơi, anh cho đồ nè, không phải lút đâu. Em cảm ơn anh nhiều nha, yêu anh. Nhìn họ hạnh phúc thật, còn mình thì ước gì có một tình yêu như vậy. Bạn gì đó ơi, bạn đứng đó làm cái gì á? À không không, mình ngắm cảnh thôi mà, có cái gì đâu. Có hoặc không đó, cậu chưa có người yêu đúng không? Ủa sao cậu biết được, hay vậy? Thằng này nó đón linh tinh là giỏi. Em ơi, có đi kìa, cẩn thận đó nha. Mà anh ơi, em tự dưng mệt quá à. Em sao thế, vậy chơi nốt trận với anh rồi nằm nghỉ nha. Dạ, em biết rồi. Có người ở cạnh quan tâm như thế này thích nhỉ. Bạn gì đó ơi, đợi mình với, mình sẽ bảo vệ bạn. Mày bắn như con boss sao bảo vệ được gái. Ơ cái thằng này, mày đừng nói thế, mất hết cả uy tín luôn rồi. Đúng rồi đấy anh, chẳng phải anh muốn Lộc sớm có người yêu à? Cũng đúng nhỉ. Từ nãy giờ chơi game mình ít nói chuyện quá. Giờ mình phải nói gì cho đỡ nhạt nhỉ? À mọi người ơi, mình có trò này vui lắm nè. Trò gì thế bạn? Trò gì á Quỳnh, nói mình nghe với. Mọi người thấy cái thuyền kia không? Nó chạy được á. Vui thật sao? Lên đây đi em yêu ơi. Để Lộc, cho Lộc đi cùng với. Rồi Quỳnh ơi, đi kiểu gì đó? Anh ơi, em thấy nghi là chúng ta bị lừa rồi. Còn gì nữa, Quỳnh lừa quá trời luôn. Mọi người cứ ngồi im đó, tầm 20 phút nữa là nó đi được á. Quỳnh được lắm, cứ để đấy nha, dám lừa Lộc cơ à. Thấy Quỳnh cũng vui tính mà Lộc ơi, chốt luôn đi. Tao chốt từ đầu rồi mày ơi. Bạn ơi lại đây, mình cho máu bơm rồi nè. Ghê vậy ta, cho mình máu luôn sao? Thì bạn đang cần máu mà, nên cho bạn đó. Vậy mình cảm ơn nha. Không có gì đâu nè, lần sau cần gì cứ nói mình nha. Từ trước tới giờ mình chưa được ai đối xử tốt như vậy luôn á. Bạn nói cái gì á, mình không nghe rõ. À không có cái gì đâu. Cứ thế mà phát huy nhé Lộc ơi. Thôi mày đừng nói thế nữa đi. Lên xe mình chở đi chơi nè. Thôi bạn đi đi, mình không đi đâu. Tại trước giờ mình chưa đi với ai bao giờ á. Ok, buồn thế, không đi với mình luôn.
Mặc dù mình cô đơn thật, nhưng nhất định mình không được dễ dãi quá. Ai mời mình đây? Đấy, tao mời giúp mày rồi đó, nói gì nói đi. Có chuyện gì thế đâu? À không, mình tính rủ bạn chơi game với mình á, có được không? Vậy hai người nói chuyện với nhau đi, tao với người yêu off đây. Đúng rồi, để cho hai người tự nhiên nói chuyện. Đừng ốp mà. À bạn ơi, mình có việc bận chút, mai chơi nha. Vậy mai chơi đó nha, bye bye bạn. Vừa vào game cái, Lộc mời mình vào luôn. Sao nay Quỳnh on muộn thế? Lộc đợi từ tối giờ, bay mới on. À, Quỳnh có chút chuyện nên giờ mới on được á. Thế giờ Quỳnh chơi game với Lộc nha. Ok nè, Lộc vào đi. À khoan, có đứa bạn Quỳnh xin vào nè. Anh, sao anh lại đứng trong nhóm với con bạn em là sao? Sao lại là cô? Mày với Lộc quen nhau à? Cái con này, mày không biết gì à? Đây là người yêu cũ của tao. Trước giờ mày có người yêu toàn giới thiệu cho tao, mà mày có giới thiệu Lộc đâu mà tao biết. Mày đừng nói như thế chứ. Tao lúc nào cũng yêu anh Lộc nhất luôn á. Giữa tôi với cô chẳng còn cái gì cả, đừng làm phiền tôi nữa. Sao anh phũ với em vậy? Thôi vào trận đi Lộc, chơi vài trận để quỳnh hợp. Nhưng mà... Vào đi, anh chơi với em một trận thôi. Anh ơi, chia tay em mới hiểu ra rằng không ai đối xử với em tốt như anh ấy. Anh cho em một cơ hội được không ạ? Tôi nói nhiều lần rồi, sao cô vẫn cố chấp nhỉ? Bây giờ tôi có crush rồi. Ủa cái gì cơ? Cậu có crush rồi sao? Anh đừng có nói với em là anh thích con bạn em nên anh mới vậy đó nha. Mày nói cái gì thế? Cứ suy nghĩ linh tinh. Mệt với cô hay nhỉ? Trước giờ mày có ai thèm yêu đâu, nên biết điều chút đi. Sao mày lại nói vậy cơ chứ? Anh ơi, đợi em với, sao anh cứ chạy theo Quỳnh vậy? Tôi chạy theo ai là quyền của tôi. Giờ mình nên nói gì nhỉ? Chẳng biết nói cái gì luôn. Mày ơi, cứu tao với, cẩn thận đấy. Trời ơi, tại mày ấy Quỳnh, bắn gì mà tạ vậy? Tao không để ý, chạy ra cái nó bắn chết luôn. Lộc ơi, cố lên. Cứu em đi anh ơi. Ủa, sao anh lại cứu Quỳnh trước là sao? Tôi cứu ai trước chẳng được, cô cứ phải hắc mắc nhỉ? Để tao cứu mày nha. Sao anh lại đối xử với em như vậy? Càng ngày anh càng quá đáng ấy. Máu này Quỳnh, lấy bơm vào đi. Lộc cho mày máu đấy, lấy đi. Cảm ơn anh nhiều nha, em biết anh còn yêu thương em nhiều mà. Tôi cho... Thôi Lộc ơi, đừng nói gì nữa. Ê này Quỳnh, tao thấy anh ấy có tình cảm với mày đấy, nên là mong mày tránh xa anh ấy giùm tao. Sao tự dưng mày lại nói vậy cơ chứ? Dù gì mày với Lộc cũng chia tay rồi mà. Sắp quay lại rồi, mày cứ tránh xa hậu tao cái, không thì đừng gọi hai tiếng bạn bè. Ok, cố gắng mà quay lại với Lộc đi nhé, tao thấy Lộc cũng ok mà. Mày động đến anh ấy là không xong với tao đâu. Kìa, Quỳnh, sao mày lại bán thùng dầu tao? Anh ơi, Quỳnh tự nhiên bán làm em đó. Ủa, tự dưng làm rồi đổ cho tao thế mày? Thôi khỏi nói đi, tôi cũng tin Quỳnh mà, Quỳnh không làm vậy đâu. Sao anh lúc nào cũng tin Quỳnh vậy? Thất vọng quá à? Vậy lúc cô cắm sừng tôi thì chắc tôi không thất vọng nhỉ? Thì ra là chuyện này, Lộc mới đối xử với đứa bạn mình như vậy. Thôi mày ơi, lấy máu mà bơm vào này, kệ đi. Kệ để mày cướp người yêu tao à? Mày out đi, từ giờ không bạn bè gì hết. Cô nói cho cẩn thận, tôi nào yêu cô. Nếu mày đã nói như vậy thì thôi cũng được, tao nha. Tự dưng mình cảm thấy buồn buồn thế nhở? Đứa bạn chơi với mình lâu lắm rồi mà giờ nó lại đối xử với mình như vậy. Ok, game chán lành. Cũng một tuần rồi, giờ mình mới on lại game. Lộc cũng on luôn nè, để xem cho coi. Sao Lộc lại mặc đồ giống mình nhỉ? Chắc là trùng hợp thôi. Mình cứ suy nghĩ linh tinh hoài. Lộc mới luôn nè. Quỳnh ơi, một tuần qua Quỳnh đi đâu vậy? Biết Lộc đợi Quỳnh từng ngày không? Cái gì cơ? Sao Lộc lại đợi Quỳnh làm cái gì á? Nhớ Quỳnh lắm luôn á. Thì Lộc với đứa bạn Quỳnh sao rồi? Đừng nhắc cô ta nữa, Lộc không quan tâm đâu, chỉ quan tâm Quỳnh thôi. Quỳnh ơi, chụm đầu với Lộc đi. Ok, Lộc thích là được. Kìa, ngồi xuống với Lộc đi mà. Đây là Lộc muốn nói nha, chứ Quỳnh cũng không có muốn đâu. Trời ơi, cô ta xỉu luôn á. Bé Quỳnh cô ta ơi, lại đây anh cho đồ nè. Cái gì mà xưng anh với Quỳnh, có nhầm lẫn không vậy? Gọi cho quen dần đi chứ sao, nhầm lẫn cái gì mà nhầm lẫn. Lộc nói cái gì thế, Quỳnh không hiểu cái gì hết luôn. Thì tí nữa Quỳnh khác biết nè. Tò mò ghê ta. Em ơi, đợi anh với, chân ngắn mà chạy nhanh thế. Gì mà chân ngắn, người ta chân hơi bị dài đó. Làm sao dài bằng anh được? Xưng hô anh em, nghe nổi hết cả da gà. Rồi cũng phải quen thôi. Tăng giáp em ơi, lại đây em nhường cho nè. Đợi xíu coi, địch này ông nội. Gì mà ghê vậy ta, đúng là nghiêu mình có khác. Cái gì, ai là người yêu Lộc cơ chứ? Quỳnh chứ ai. Sao Lộc cứ đùa hoài vậy? Lộc có biết nói đùa là gì đâu, tin Lộc lần này đi. Chắc là mình tin liền. Quỳnh ơi, Lộc có chuyện quan trọng muốn nói. Chuyện gì thế, nói Quỳnh nghe xem nào. Lộc, từ lúc gặp Quỳnh cứ có cảm giác lạ. Cảm giác lạ là cảm giác gì Lộc? Thì Lộc muốn ở cạnh bảo vệ Quỳnh từ giờ đến hết cuộc đời á. Lộc đã chắc chưa vậy, chuyện này không có đùa được đâu. Anh chắc mà, làm yêu anh nha. Chuyện này...
Chỉ cần em đồng ý, em sẽ không bao giờ hối hận với quyết định ngày hôm nay đâu. Dạ, em cũng yêu anh, em đồng ý ạ. Sau này dù có thế nào đi nữa, anh cũng không được bỏ em đâu đấy nha. Dạ, yêu em nhiều lắm, bỏ em anh thà chết còn hơn. Thì ok mọi người, cảm ơn mọi người đã xem tới đây nha. Nếu mọi người thấy phim hay, mọi người nhớ giúp mình xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để xem tập tiếp theo nha. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, hẹn mọi người vào clip tiếp theo. Chưa một giây nào anh